quý vị, cảm xúc là một điều gì đó, nó có thể là tích cực và cũng có thể là tiêu cực. Nếu chúng ta dồn nén nó, không giải tỏa nó vỡ òa lên thì hết sức là nguy hiểm. Hãy giải tỏa nó để cảm nhận những yêu thương, giải tỏa ra đi để mọi người cùng vui, cùng cười, cùng hạnh phúc quý vị nhé. Ngay bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với Đối Mặt Cảm Xúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay Quỳnh Linh muốn quý vị nhìn lại những cái cảm xúc, có những cảm xúc tích cực, có những cảm xúc tiêu cực trong chặng đường của Đối Mặt Cảm Xúc. Xin mời. Đối Mặt Cảm Xúc, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về cảm xúc tại Việt Nam. Đây là một cái chương trình khác biệt với tất cả những gì tôi đã làm. Giàu tính nhân văn, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Họ rất là sẵn sàng để chia sẻ một cách thật nhất, để ra về với một cái trạng thái nhẹ nhõm nhất có thể. Trải qua 17 tập phát sóng, chương trình đã nhận được sự quan tâm tích cực của khán giả. Hơn 4 triệu lượt xem trực tuyến, hàng ngàn bình luận tương tác, với những nỗi lòng lần đầu được lên tiếng. Gia đình rất là quan trọng. Anh còn thương em không? Anh không nghĩ em hỏi câu này. Quá bất ngờ. Như là con tôi là giới tính thứ ba như vậy đó. Những tranh cãi của ban cố vấn. Câu chuyện này nó cũng phải nâng cao một điểm đến mức mà chàng trai 30 tuổi lại ngủ với mẹ là chuyện bất thường đâu anh Hoàng. Điều của Lý Hoài hoàn toàn sai. Là nhiều lần. Và những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc. Nhờ chương trình này không ngờ là mới biết mới hiểu được. Ôm nhau một cái nữa. Tất cả đã tạo nên những giá trị ý nghĩa của Đối Mặt Cảm Xúc mùa đầu tiên. Thật ra trong 17 số vừa qua đấy, thì phải nói thế này, rất nhiều số tôi tức bực, rất nhiều số tôi cáu gắt, rất nhiều số tôi chán nản, và rất nhiều số đó là tôi xúc động. Tôi kiểm điểm lại thì tất cả những điều đấy đều là thật hết, không có một chút gì gọi là giả tạo hay là nghĩ rằng mình đang ngồi trước máy quay hết. Và điều mà tôi cảm nhận nữa là những người bên cạnh tôi cũng vậy. Má chồng còn có bạn đi má. Lỡ sau này má mất con không còn bạn thì sao? Nhưng mà bạn bè như thế nào mà không chào hỏi là má không thích. Cái lễ phép là phải đi đầu. Bây giờ cho Hùng nói luôn đi. Không không, ta phải nói trước. Quá là tôi không thể làm chịu được. Tôi nói thật đấy, tôi chịu không thấu. Rồi. Đầu tiên xin lỗi Hiếu. Cái chuyện của em nó là một bi kịch khủng khiếp. Nó không hề là một cái điều nhỏ. Nó là một bi kịch kinh khủng. Đấy là điều thứ nhất tôi xin nói. Điều thứ hai, cô hãy nhìn đi. Đây là một chàng trai 30 tuổi đẹp trai. Phải nói là đẹp trai. Và hiện nay là có đạo đức. Nói năng từ nãy giờ rất là bạc thiệp. Là một người phụ nữ có biết là người đàn ông 30 tuổi có nghĩa là trưởng thành. Đúng không? 30 tuổi là phải trưởng thành. Một đứa con trai 30 tuổi phải quỳ xuống để xin lỗi mình trước hàng triệu khán giả xem. Cô thấy điều ấy là thế nào? Cô thấy điều đấy có hay không? Không hề hay một tí nào hết. Tại sao có thể phải để như vậy? Nó có lỗi gì? Quỳ xuống xin lỗi cô mà vì cái gì? Tôi không thấy cái lỗi gì cả. Phải nói rằng là cô hãy trả tự do cho nó. Đấy là nói thẳng thắn đó. Không có dùng cái từ gì khác ở đây cả. Cô có biết không? Cô nói rằng cô là một gia đình gia giáo có giáo dục. Xin hỏi nhé, gia đình gia giáo và văn hóa có giáo dục thì có bao giờ đứa con 30 tuổi ngủ với mẹ không? Trả lời tôi đi. Ai trả lời tôi đi? Đó là suy nghĩ của anh. Bình thường là một người đàn ông 30 tuổi là không ngủ với mẹ, bởi vì rằng họ, người đàn ông đó có rất nhiều cái suy nghĩ, rất nhiều cái điều, và nó không thể như vậy được. Nó là bất thường. Mà cái sự bất thường này tôi xin nhắc đi nhắc lại là có nghĩa là gì? Là từ bé đến lớn là cậu bé này là bị chế áp một cách khủng khiếp. Và cái sự chế áp này lúc nhỏ cậu không thấy là gì, nhưng mà đến một lúc cậu cảm thấy rằng là chắc chắn là nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ chết. Chết bằng tinh thần đó. Cho nên là phải nói là cậu đánh một cái ván bài này là rất nặng, chứ nó không hề nhẹ. Anh Hoàng ơi, nâng cao quan điểm quá rồi. Không, em không, bị chuyện bình tôi thường. Không nghe quan điểm đâu. Anh nghĩ rằng có chuyện gì bởi phải... Bởi vì tôi già, nếu mà để em là người về giáo dục, em đọc những cuốn sách này, nó nhiều lắm, nó không ít đâu. Nó không hề ít, nhưng chẳng qua là Linh không thấy thôi. Không thấy nâng cao quan điểm. Rất ở đây nhiều người... Là thế này, cậu bé này hoàn toàn bị bất tự do. Ngay cả tôi đây là... Con có bạn chứ, nhưng bạn thế nào thì mẹ biết là đúng. Trời ơi, vậy thì còn cái gì nữa? 30 tuổi rồi, nó đúng hay sai, nó phải chịu trách nhiệm. Còn tất cả những cái gì bạn bè của nó cũng sẽ là mẹ sẽ cho là đúng hay sai. Anh Hoàng, anh bình tĩnh thế này nhá. Cho nên là thế này này, nếu chàng trai này không có tự do thì tôi tin rằng là... Anh thấy Lê Hoàng hơi bức xúc.
câu chuyện này nó cũng phải nâng cao quan điểm đến mức mà chàng trai 30 tuổi lại ngủ với mẹ là chuyện bất thường đâu anh Hoàng. Bất thường chứ. Tôi xin lỗi cô Nia. Bạn là tiến sĩ tâm lý nhưng mà tôi xin lỗi bạn. Những chàng trai 30, 40 tuổi vẫn có thể ngủ với mẹ cũng là điều bình thường, đâu có gì bất thường đâu. Cô Nia. Điều của Lý Quái hoàn toàn sai. Là nhiều lần. Nãy anh không có gì là sai cả anh Hoàng. Chắc chắn luôn. Em anh sẽ là nâng cao quan điểm rồi. Em nói về những cái điều em cần nói. Anh Lê Hoàng ở đây anh chỉ dựa vào cuộc sống và tâm lý cảm xúc của anh ơi. Thôi. Tôi làm cái sách về tâm lý này thế này. Anh có đó là sách, còn cái đây là gia đình anh Hoàng. Trời ơi, làm sao mà 30 tuổi ngủ với mẹ được? Anh bình tĩnh đi anh Hoàng. Đó là cảm xúc bất thường của anh. Còn đây là gia đình của người ta. Vẫn rất bất thường anh Linh. Và em đang nói trên mặt khoa học, em không nói về em cũng xin bật mí là em có biết Hiếu, em có làm việc chung với Hiếu. Và em tạm thấy rằng là mình có thể hiểu được câu chuyện của Hiếu. Tại sao em phải lên đây em ôm bà mẹ này? Bởi vì em rất đồng cảm với câu chuyện rằng Hiếu là tất cả cuộc đời của chị. Chị rất sợ Hiếu bị sai và bị tổn thương. Từ đó dẫn đến câu chuyện đó là cái sự can thiệp. Em xin lỗi là em phải dùng từ này, nhưng cái sự can thiệp thô bạo và thao túng toàn bộ cuộc đời của Hiếu á, về động cơ là chị không sai. Vì sai chứ sao không sai. Dạ em chỉ nói về động cơ thôi, là chị lo cho con mình. Nhưng chị ơi, nếu thực sự lo cho con mình thì phương thức chị bị sai. Chị phải cho bạn đó quyết định. Và chắc chắn là trong sự quyết định của em sẽ có lúc em bị sai. Sai đi rồi lớn, phải ráng chịu. Còn cái câu chuyện mà mình thấy mình là cha mẹ và mình được quyền á, thì rất tiếc thưa với chị là cái quyền đó nó kéo dài bao lâu. Nói chứ nói nào ngay mình cũng sẽ đi theo ông theo bà. Chị, rồi tới tụi em, rồi già rồi cũng đi. Thế thì cuối cùng không có gì là vĩnh cửu hết. Và mình không thể sống giùm cho con mình. Còn về mặt tâm lý á, về mặt khoa học con người á anh Linh, thực ra cái gắn kết trong cái câu chuyện cha mẹ và con cái, mà một chàng trai 30 tuổi mà vẫn ngủ với mẹ, về mặt tình cảm đâu phải đêm nào cũng ngủ đâu. Em không biết nữa đêm nhưng đêm nào cũng ngủ. À đêm nào cũng ngủ hả? Vừa lão bến chưa. À đêm nào cũng ngủ thì xin lỗi em đó không được hơn thiện. Nhưng mà anh biết không, về mặt tình cảm chúng ta sẽ nói ôi cái nhà này dễ thương ha. Nhưng mà chị Hiếu nó phải có vợ đó chị. Dạ không, dạ. Mình có ý kiến một xíu. Dạ. Tại vì từ nhỏ để tới lớn sanh ra là Hiếu ngủ với mẹ từ lúc lọt lòng tới bây giờ. Chị ơi, cái đứa trẻ nào mà lọt lòng ra không ngủ với mẹ, nhưng đến một lúc nó phải tách ra. Và người ta đã nghĩ tới cái chuyện là trẻ tầm 12 tháng là đã phải nên ngủ riêng dần dần. Bởi vì điều đó nó sẽ trao cho đứa trẻ cái sự tự lập. Và bên cạnh đó còn là những cái gắn kết mà thực ra nó tiêu cực lắm. Trong cái quá trình mà hình thành nên đời sống tâm lý của những cái bạn đã trưởng thành mà vẫn phải ngủ chung với ba mẹ, chứ không phải là lâu lâu nhớ mẹ, thì cái chuyện đó nó rất là khác. Cho nên là ở đây em thực ra về mặt khoa học thì em cũng không có tán thành điều này. Mặc dù em rất chia sẻ với tâm lý của một bà mẹ. Còn Hiếu, em muốn mẹ tin em đúng không? Em chứng minh đi. Em cứ làm, em cứ âm thầm em làm và em sẽ nói với mẹ về thành quả mà em đã làm đúng. Nếu như trong 10 chuyện mà em tự quyết định mà em làm đúng 8 chuyện thôi, chị tin là mẹ em sẽ trao quyền cho em. Bởi vì mẹ em yên tâm, mẹ em sẽ yên tâm. Nhưng mỗi ngày mình hãy giữ cái gắn kết với mẹ để mẹ cảm thấy là đứa con ấy nó vẫn bên cạnh mình. Hãy hành động đi, rồi tự nhiên cái quyền đó nó về lại. Thực ra đối với cảm xúc thì bản thân chúng ta cần phải có sự nhận diện một cách rất là đầy đủ. Cần phải tự trả lời với bản thân mình rằng là mình đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào, với những cái cảm xúc ra sao. Và khi mà chúng ta đã nhận diện được nó rồi thì việc mà chúng ta đối mặt với nó cùng với việc đối mặt với những người có liên quan trong việc nảy sinh những cảm xúc đó là vô cùng quan trọng. Bởi vì chính cái việc mà chúng ta được bày tỏ, chúng ta được bộc bạch, nó là một trong những cách để chính mình cân bằng cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ không còn ở trong trạng thái hoài nghi, bất an, trên trao. Và đặc biệt một điều đó là cơ hội để chúng ta có thể làm cho mối quan hệ của mình ngày càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thấu cảm với nhau nhiều hơn. Điều đầu tiên tôi muốn nói cũng là cái thông điệp tôi muốn để lại chương trình, đó là gia đình rất là quan trọng. Tâm lý của một con người lớn lên thì rất cần gia đình. Và hầu như em với Nam em sinh ra, mình không biết được cái định nghĩa gia đình là cái gì hết. Mình chỉ có ở ngoài chuồng heo, mình chơi với heo, rồi mình chui góc xó. Mà mình không hiểu tại sao, mình không hiểu tại sao mình đã làm gì sai hết. Mà mọi người xung quanh mình luôn nói mình xấu, nói mình tệ, nói mình lớn lên mình sẽ trở thành cái này cái kia, tệ hại lắm. Trong khi mình sinh ra mình là một đứa trẻ, mình ăn uống, mình đi học thì mình luôn cố gắng mình học,
mà thật ra ngày xưa tụi em khi mà lớn lên chỉ nghĩ là đi học để mình 18 tuổi mình bước ra đời, mình được làm cái gì đó, hoặc là mình đi thật đến một nơi thật xa, đừng có ai đó mà nói mình là gì nữa. Nhưng mà mọi người phải hiểu một điều là ở gia đình mình đã không có ba có mẹ, mình không có một người chia sẻ. Mà trong khi đó ở với cô ngày xưa thì có thể mình không hiểu, mình là trẻ con mình không hiểu, nhưng việc mình nhận lại rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nên thành ra nó, tôi nghĩ là cả tôi và bạn đều bị tâm lý từ bé, chứ không phải đến khi lớn mình mới bị. Bà Tám ơi, con xin lỗi bà Tám vì cả cuộc đời sinh ra con chỉ gọi bà là bà Tám, không phải là không có tình cảm mà là có khoảng cách đó. Thì thôi ngày hôm nay con sẽ học cách gọi bà Tám bằng mẹ. Nói gì với má mình đi. Con nghĩ nếu như mà có cố gắng, mình cố trân trọng những khoảng thời gian còn lại, vì cuộc sống của mỗi con người nó mong manh lắm, nên là con hy vọng là ai cũng có một quá khứ, như có hiện tại, có tương lai. Thì quá khứ qua rồi mình cho qua, mình bắt đầu hiện tại, mình xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn, mới mẻ hơn, thì cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ nhí. Mẹ nhí. Mẹ nhìn thấy nước mắt con nhiều quá rồi, cho nên con sẽ không khóc nữa. Từ ngày hôm nay con sẽ cười, và gia đình mình sẽ cười. Tư với bạn, đừng nên khóc nữa, phải cười. Nào, 1, 2, 3. Cười. Cười vui lắm. Bà sẽ là cánh chim cho con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực, bà mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ôm nhau một cái nữa. Hãy cứ ôm như thế, hãy cứ khóc như thế, hãy để những cảm xúc mình tuôn trào, hãy đối diện với những cảm xúc đó, để cho cảm giác rằng tất cả buồn phiền nó sẽ trôi qua. Chia sẻ một chút xíu về gia đình của nam em và nam chị. Khi mà nam chị với nam em ôm nhau thì thực sự cái việc mà em rơi nước mắt á, không phải em rơi nước mắt vì tình chị em. Em nhìn ra cái khó khăn tâm lý mà hai chị em đang gánh phải, chứ em không nhìn thấy ở đó cái sự hụt hẫng về cảm xúc tình thân. Cả hai chị em đều vướng mắc một thứ, nó không phải là trầm cảm, nó là một cái hội chứng tạm gọi là stress sau sang chấn. Có nghĩa là cái sang chấn đó nó qua rồi, cái đổ vỡ gia đình nó qua rồi, cái việc mà mình dính mắc lại với cái ngày trước khi ba mình mất nó qua rồi, những cái lời cay nghiệt trong cái tuổi thơ ấu hai chị em nhận lấy nó qua rồi. Nhưng tất cả những cái điều đó nó tạo ra cái sự căng thẳng đến bây giờ, và em rơi nước mắt vì họ đã nói ra được những cái cú sốc mà họ đã phải trải qua, nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng em có thể hiểu được những cái lời lẽ cay nghiệt mà hai chị em nhận được trong thời kỳ thơ ấu nó kinh khủng đến mức nào, để rồi nó ám thị lại trong cái sự trưởng thành của hai cô gái, và rồi mọi thứ theo đó mà nó xô lệch. Gần như những cái sự tổn thương đó nó vướng, nó vận vào trong người, nó đưa lên thành những cái cảm xúc tiêu cực. Họ gặp ở nhau, họ là ruột thịt, họ là mẫu mụ, và trên tất cả họ là sinh đôi cùng một trứng. Nhưng khi mà họ đối diện nhau ngay trên sân khấu, ngay ngày hôm nay, ngay tại bây giờ, đầu tiên mà năm em gặp năm chị bước ra, có một gì đó khách khí, cọc cạch, lợn làm, nó xa cách như một cái bức tường ngăn cách, tượng trưng như mà gần nhau trong gang tấc, nhưng mà xa nhau quá là xa nhau. Cái xa nhau địa lý nó không quan trọng bằng cái xa nhau cái tâm linh, cái tình cảm nó quan trọng nhất. Nhưng mà cuối cùng Lâm Nhật rất là mừng rỡ là khi năm chị nói với năm em là hãy khóc đi để cho những giọt nước mắt nó tràn ra,
thì nó sẽ vơi đi biết bao nhiêu là cái nỗi khổ tâm mình đè nén. Bởi vì từ đầu nam em bước ra, nam em đã muốn khóc ngay từ đầu rồi, nhưng mà em đã nuốt nước mắt vào trong. Và cái, tôi tin rằng là cô bé này đã nuốt nước mắt vào trong từ ấu thơ cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay cảm ơn Đổi Mặt Cảm Xúc đã cho nam em khóc. Và tôi tin những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt chân thành. Và khi hai chị em ôm nhau thì dường như mọi chuyện đã được hóa giải. Với kinh nghiệm của anh Lê Hoàng, qua những cái tác phẩm, qua những bộ phim, với sự trải nghiệm sống, thì theo anh Lê Hoàng, chúng ta phải giúp gì cho nam chị và nam em, cho cái sự kết nối của gia đình nam em, để ta quên đi những cái tiêu cực cảm xúc từ ngày xưa đến bây giờ? Thứ nhất là tôi nghĩ là chúng ta cũng đã giúp được rồi đấy. Tôi không nghĩ là giúp 10, nhưng mà cũng tôi nghĩ là cũng hôm nay cũng rất là tốt. Thế còn tôi cho rằng cái việc mà hai người gặp nhau mà hơi gượng gạo á, tôi thấy thật ra cái đấy mới là hay đó, mới là thật. Đúng bởi vì đúng nếu đúng họ đúng gặp đúng nhau, đúng. Họ ôm chầm lấy nhau hay là nức nở với nhau thì là không đúng. Thì lại không đúng, bởi vì rằng là bao nhiêu năm như thế đâu có phải là trên sân khấu này rồi trở thành ra là hòa cả làng đâu, là tha thứ hết. Cái đấy nó là trong phim thôi. Cho nên là cái việc họ gặp nhau họ rất là ngượng á. Dạ. Thì cái đấy mới là hay. Đúng rồi. Cái đấy mới là đúng. Giỏi đấy, chứ nếu là tôi á, tôi không làm nổi đâu. Đúng rồi, ai bởi cũng vậy thì cái sự làm hòa đó nó khó hơn cái sự gây rất nhiều. Làm hòa nó phải rất từ từ, nó phải trải qua rất nhiều yếu tố. Và có thể nói đôi khi mình hòa trong lòng rồi mà bên ngoài mình vẫn tỏ ra chưa là cái gì cả. Yeah. Cứ khó lắm. Tôi cho rằng hôm nay cái hai người này thật vô cùng á. Cái chương trình này á, khiến tôi rất là ngạc nhiên. Bởi vì là đây là một chương trình hoàn toàn thật. Tất cả các nhân vật ở đây là thật, tất cả các cảm xúc là thật. Nước mắt hay là nhăn nhó hay là nụ cười hay là quát tháo hay là gào thét ở đây đều là thật hết, không có một cái gì giả tạo cả. Ở đây không phải là diễn, ở đây không phải là game, ở đây cũng không phải là showbiz, mà là cuộc sống những con người rất bình thường ở mọi mặt và tất cả những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình mà hơi có cái đặc điểm khác biệt với tất cả những gì tôi đã làm. Lúc em trai nó mất rồi, tôi điên 8 tháng. Không bao giờ cháu biết một lời nào. Tôi điên, tôi chịu trong lòng tôi. Vì nói ra là cháu nó chỉ lo, chỉ cần cháu nó kiếm tiền, à tôi cần là cháu nó giúp. Tôi vẫn chịu đựng như vậy. Không khóc, khóc trong tim rồi. Nhiều lúc tôi về một đêm một mình, tôi chữa một mình. 10 năm nay, khi thằng em trai chết rồi ở một mình tôi, nhiều lúc tôi đau đớn. Vì tôi vô hóa chất và tôi bị có hạch nách đây luôn là ấy hết, là bác sĩ nó không cẩn thận là cưa. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Là bác sĩ nói với tôi, bác sĩ thì nói tôi sống với lũ, tôi vẫn biết chứ. Đau đớn từ trên giường tôi lăn xuống dưới tấm nệm này, tôi nằm một mình không bao giờ tôi điện. Khi nào đau quá tôi cầm điện thoại, con ơi mẹ đã ra đi thì vậy thôi. Nhưng mà khi mà tôi qua cơn đau tôi bỏ điện thoại xuống. Tiền bạc cái đó là ngoài thân thôi, mất đi mình có thể làm được. Nhưng cha mẹ mất rồi, cứ làm lại, cứ kiếm lại được đâu mẹ. Rồi vẫn tha thứ hết, tao hết. Con rất muốn mẹ nói ra là mẹ đau. Sức khỏe của mẹ rất là quan trọng đối với con. Vì con không còn cha, không còn ai hết, chỉ còn mẹ là điểm tựa duy nhất cho con. Cuộc đời của con không phải màu hồng như bao nhiêu người khác. Mẹ mình mẹ không lo cho bản thân mẹ, mẹ sẽ cứ lo cho cộng đồng. Con ơi, bây giờ qua chương trình đây nói cho con biết, tại vì con giúp tiền cho mẹ thì mẹ cũng làm từ tâm thôi. Con đừng điện thoại về con la mẹ nữa. Mẹ ơi, vừa 4 triệu mẹ làm gì rồi? Mẹ ơi, mới cho 3 triệu sao mẹ đòi? Vì vậy là cháu nó chưa có hiểu. Nên hôm nay nói lên để cho cháu nó hiểu đúng. Tôi hay làm từ tâm thôi. Tôi đi những vùng sâu vùng xa thì tôi nấu cơm rồi tôi phải hỏi là đứa nào rảnh chở đi, còn không có là tôi đi taxi. Hoặc là tới những người nào neo đơn tôi vẫn sẵn sàng. 500-300 tôi nhịn lại tôi cho đó, là cũng tiền của cháu thôi. Tôi chỉ bán bánh xèo bán đồ trong làng vậy đó. Là tôi vào đây một lần và tôi xin đồ cũ tôi về tôi phát ra tôi cho. Ví dụ như người dân tộc người ta đẻ 12 đứa, 13 đứa, 8-9 đứa con là tôi sẵn sàng tôi cho. Nhiều khi tôi vô tôi cho có 10 có 12, 13 đứa. Tôi không biết làm sao hết. Tôi đề nghị nếu có thể đó, cái chương trình này, cái số này nếu quay lên ấy, làm sao phải phát ở đâu đó nữa để cho người ta thấy rằng trên đời có những người như vậy. Yeah. Đúng đấy, tôi nói thật lòng á. Tôi nghĩ cái này, tôi không biết làm sao nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện mà để nó tuột đi á thì nó rất là phí phạm.
chị chia sẻ với em vậy nè. Chị muốn xin anh Linh lên để ôm bác một cái. Nhưng mà có con gái bác đứng đó thì cái năng lượng tốt nhất em phải dành cho mẹ. Chị đề nghị em là phải tôn trọng tối đa sự lựa chọn của mẹ. Đúng rồi. 41 tuổi rồi. Ngày hôm nay chị đề nghị là lần cuối cùng em gào lên trước mặt mẹ em là con là không có cha. Mẹ em không biết điều đó hả? Mẹ em đã quá khổ với cái điều đó rồi mà sao hở động vô tí là em lại gào lên cái điều đó. Em phải chứng minh cho mẹ em thấy rằng là với cái công sinh ra và dưỡng dục em bao nhiêu năm nay thì em đã như thế nào, trưởng thành như thế nào. Chứ không phải hở tí lại gào lên là tại vì tụi con không có cha, chỉ còn mẹ. Mẹ phải sống với tụi con. Mẹ em sống không phải vì nghĩa vụ với tụi em nữa, mà em phải nói với mẹ là mẹ sống vì niềm vui của mẹ. Mẹ sống được ngày nào con vui ngày đó. Chứ em đừng có áp vô là mẹ sống vì tụi con cần mẹ. Em cần hay không cần gì, cái vấn đề là em phải tôn trọng sự lựa chọn của mẹ em. Chị nghĩ như vậy em mới thực sự là hiểu câu chuyện ngày hôm nay. Khi được mời tham gia chương trình thì tôi cũng cảm thấy có một chút lo lắng, bởi vì không biết là cái câu chuyện của nhân vật xuất hiện sẽ là câu chuyện gì và liệu mình có đủ khả năng để lắng nghe, để thấu cảm và để chia sẻ với họ hay không. Thì cũng may mắn là ekip làm việc rất là chuyên nghiệp và các nhân vật đến đây họ đến với những cái nỗi niềm, những cái tâm tư nhưng mà họ rất là sẵn sàng để chia sẻ một cách thật nhất để ra về với một cái trạng thái nhẹ nhõm nhất có thể. Nhưng mà cũng có những câu chuyện thực sự là chỉ vài chục phút thì không thể nào mà hiểu được hết bên trong con người của họ cái sự giằng xé về nội tâm như thế nào. Và mình cảm thấy một chút gì đó có lỗi khi mà chưa cho họ những cái cơ hội để bày tỏ hết cái nỗi niềm. Bởi vì cái câu chuyện nó rất lớn, nó rất phức tạp, mà chỉ cần một đôi chút nó lệch lạc thì có thể thậm chí là ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ sau này. Con biết là má có một con trai duy nhất thôi. Khi mà gặp cho con á, thì ngày xưa thì con cũng có nghe má nói một câu với con mà con nhớ tới bây giờ, là lấy vợ cho con trai rồi là cũng giống như là mất con. Và con muốn hỏi má là khi mà chồng con mà quan tâm rồi yêu thương con như vậy á, thì có làm cho má buồn hay là má khó chịu gì sau những không lần bao lần giờ nói thật với con. Tại vì tâm lý của một con mẹ, con trai của má mà thương con như vậy, má rất là mừng. Con má hư má la, không bao giờ má khen. Con nên nhớ, hồi nhỏ má đánh xích re hết. Nhưng cái nào cương là cương, còn cái nào nhu là nhu. Chứ còn bây giờ nếu mà con trai của má mà thương vợ, má rất là mừng. Dạ, cô ơi, cho con hỏi chút xíu. Giống như cái vấn đề hồi nãy mà cô có chia sẻ là khi mà gia đình dọn cơm ra ăn thì trong đó có hai em chồng của em nữa đúng không? Thì em lại dẫn con đi. Cái tình huống đó là con cũng đã từng chứng kiến. Cô có thể cho con biết là trong cái bữa ăn đó nó diễn ra như thế nào không? Đó là bữa như mấy đứa em về là để bày đồ ăn cũng như ăn vui trong nhà mà. Thì trước khi về thì cũng có báo vợ chồng con lại mà ba cháu xuống ăn cho vui, cũng có nói. Thì con dâu nó buồn sao cái nó không thích. Bởi vì thế này này, thật ra con dâu này rất là hiền. Và khi mà người phụ nữ hiền và chịu đựng mà đến cái bữa cơm á, mà phải mang con đi á, tôi tin là phần đúng về phía người phụ nữ đó. Em thì em cảm giác cô mẹ chồng là cũng hơi khó. Quá giờ... khó luôn. Dạ. Và thứ nhất là bà lại có khuôn mẫu nữa. Thứ nhất là bà vẫn tin là bà thương con. Có điều là con không cảm nhận được đấy với thôi. Thứ hai là bà lại có khuôn mẫu là đây này. Mình cũng làm dâu và mình cũng đang có mẹ chồng, và mẹ chồng mình không có gì than phiền mình, thì tại sao cô con dâu không theo cái tấm gương đó? Bà có một cái niềm tin quá vững chắc, có hiểu không? Thành ra là khó kinh khủng luôn đó. Theo Linh Trang thì thế nào? Đến cái thời điểm này mà còn có những người phụ nữ mà phải chịu đựng người khác trong cuộc đời á, thì thiệt là bi kịch. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Mình không thay đổi được người khác thì mình thay đổi mình. Và cái đáng sợ nhất, ghê nhất nãy giờ mà em chứng kiến, đó là người ta có thể có cái quyền yêu cầu người khác phải sống theo suy nghĩ của mình và lấy mình ra làm chuẩn. Và khi mình lấy mình làm chuẩn thì trên đời này không có ai đúng hết á, chỉ có mình đúng thôi. Còn muốn đúng là phải giống mình mới là đúng. Điều đó vô cùng đáng sợ. Cái đáng sợ đó lại là của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ. Cả xã hội mình phấn đấu vì cái sự bình đẳng trong phụ nữ và kêu gọi đàn ông bình đẳng với phụ nữ. Nhưng mà đây là phụ nữ áp đặt rất nhau. Đáng buồn là phụ nữ lại đối xử với phụ nữ như thế. Em nói thật với anh là cái cảm nhận của em từ khi người mẹ chồng bước ra, em quan sát cái cảm xúc của người mẹ chồng không phải là vỡ òa vì ô hôm nay mình mới nghe cái điều này, mà khi cô ngồi xuống tay của rung, một sự rung của tức giận
kềm chế. Và khi nói chuyện thì cái sắc thái trong giọng nói rất là kiên quyết giữ quan điểm của mình. Và đến cuối khi anh mời hai mẹ con mà tương tác với nhau, ánh mắt của cổ tuyệt đối không nhìn cô con dâu một lần nào hết. Cho nên là nói thật là em thấy là tuổi em nhỏ, nên em rất sai khi em nói cổ là cô cho cô ấy cái chìa khóa chứ đừng đưa cho cái ổ khóa. Chứ còn thực tế là em thấy cổ đưa một chùm ổ khóa cộng thêm một cái mỏ neo nữa, neo vô con người ta. Và muốn cuộc đời người ta phải neo chốt trong cái gia đình mình như thế. Vậy thì em nghĩ rằng là muốn để hai bên hạnh phúc á, và người vẫn có chồng, người vẫn có dâu, người vẫn có mẹ chồng, thì thôi, quan điểm của em vẫn là độc lập, tự do, hạnh phúc. Những người phụ nữ khác nên lấy đó làm gương để điều chỉnh cuộc sống của mình thôi. Nghĩa là đây là một cái tấm gương để người ta soi vào, người ta tránh. Mà cái thành công mà tôi nghĩ rằng, tôi không biết là chương trình có đoán trước được không, nó là gì? Nó là sự thành công của sự thật. Người Việt Nam chúng ta đó, hay nói chung đó là người Á Đông đó, là rất ngại bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là những chỗ đông người, đặc biệt là những nơi công cộng. Chúng ta thường là động viên nhau là kín đáo này, rồi thì là động viên nhau là che giấu, và động viên nhau là tìm mọi cách để nói cho nhau vui thôi, không nói những nỗi buồn ra. Nhưng có lẽ thời đuổi đã khác rồi. Và nếu xem cái chương trình này thì các bạn sẽ thấy rằng là bộc lộ cái cảm xúc thật của mình, nói ra và hành động theo cái thái độ thật của mình đôi khi rất là có tác dụng và làm cho cá nhân mình thay đổi rất là nhiều. Cái câu chuyện này của em nó vô cùng điển hình. Thứ nhất em muốn hỏi, em đang ly dị đúng không? Hiện tại thì em đã có gia đình mới rồi. Nghĩa là em đã từng ly dị đúng không? Có nghĩa là thì bản thân em ấy là đã có những cái bi kịch của riêng mình rồi. Cho nên là khi mình người ta đã có một cái khổ rồi thì người ta lại có một cái khổ khác nữa, thì đôi khi là cái cảm xúc hoặc là những cái cư xử người ta nó có những cái ảnh hưởng. Nó khác hẳn với một đứa con gái chưa chồng ở với mẹ. Nhưng anh nói thật với em như này, em không xin lỗi mẹ em, theo anh là đúng vô cùng. Ở thế này này, em không có lỗi trong từng câu chuyện. Thứ nhất, ví dụ như cái chuyện mà mẹ em mua cái nồi đó, anh đọc báo biết ngay đây là một lừa đảo. Tức là cái trò mà mua cái này mua cái kia, xong cuối cùng nhân lại cái số tiền rất lớn, thì cái trò này có thể nói là đầy dẫy các bà nông thôn bị mà trên các tuyến xe buýt hoặc là trên các về quê, là đây là bị lừa đảo. Mà bị lừa đảo nhưng lại không nhận là lừa đảo. Đấy, trong cái chuyện đó thì rõ ràng là em đúng khi em nói rằng là mẹ mua cái này là sai, chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Mình đúng nhưng mà mẹ mình lại bảo mình sai, mà mình cãi thì mình bất hiếu, mình không cãi thì mình tức, bởi vì mình là người hiểu biết. Cho nên rằng là trong cái chuyện này em không xin lỗi được, là bởi vì sao? Là bởi vì em thấy em đúng. Nghĩa là em sai về tình cảm nhưng mà em lại đúng về lý. Mà trong cuộc sống thì cái lý đôi khi nó rất là quan trọng. Trường hợp đối xử với con em cũng thế. Anh nói thật với em, anh nghe anh đau khổ vô cùng. Bởi sao cái trò mà những người già mà ném cái iPad hay là mở cái TV cho đứa bé xem hiện nay nó đầy dẫy trong các gia đình. Và cái điều đấy là khủng khiếp. Bởi vì anh nói cho em biết rằng là ở nước ngoài ấy, cấm tất cả các trẻ em khoảng 10 tuổi được thờ vào những cái đó. Nhưng mà người già không hiểu. Mà bây giờ em thì em hiểu. Mâu thuẫn chính ở đây là cái mâu thuẫn về quan điểm sống của hai con người nó quá khác nhau. Và nó lại ở cùng một cái gia đình. Mà cái điều này thì nói thật ấy, cách duy nhất để giải quyết đó là họ phải sống riêng. Chứ còn không thể giải quyết bằng cái kiểu như là họ ngồi lại với nhau, họ xúc động, họ khóc. Cái đấy rất là quý. Nhưng cái đấy về nguyên tắc nó sẽ không giải quyết được cả một cái về sau. Nó chỉ giải quyết được một cái tình cảm một lúc thôi. Cuộc sống của chúng ta là mấy chục năm, cuộc sống không phải là những khoảng khắc. Cho nên là đây là một cái mâu thuẫn, có thể nói là mâu thuẫn khủng khiếp giữa hai thế hệ. Mà nếu mà nói rộng một cái nữa là cái gì? Cái này là lỗi, phải nói nghiêm túc nhá. Lỗi của mẹ em rất cao. Tôi thấy mọi người cứ nói về lý thuyết, chẳng ai nói chuyện thực hành cả. Tôi nghĩ đây không phải bà mẹ sai, mẹ là đúng. Vấn đề chỗ là sai do người con. Tôi cho nói Lê Hoàng, anh Lê Hoàng luôn luôn có những ý kiến trái chiều với tôi, mà tôi nãy giờ tôi kiềm chế cảm xúc đó. Nhưng mà bây giờ tôi phải hỏi lại Lê Hoàng, anh luôn luôn cứ nghĩ rằng là hai thế hệ phải cần sống xa nhau, hai thế hệ xa nhau đủ mọi thứ. Tại sao cứ nghĩ như thế? Người lớn người ta luôn luôn muốn con cháu ở gần người ta hạnh phúc, tại sao cứ lại cách biệt cái chuyện đó? Bi kịch nhất của những người già là cái niềm hạnh phúc của họ không có gì ngoài con cháu. Và khi họ không có gì ngoài con cháu thì hơi một cái đi là họ bảo tao vì mày này, tao nuôi mày, tao đẻ mày, tất cả bây giờ mày quay lại mày nói với tao như thế à, cả đời tao cho mày. Nhưng mà khổ lắm, tuy rằng cho người ta cả đời nhưng vẫn phải cho người ta cái quyền sống và quyền làm người, thì những người già đôi khi quên phắt cái điều đấy. Cho nên rằng là họ mang cái quyền nuôi dưỡng, mang cái quyền lo lắng, mang cái quyền hy sinh ra để mà áp đặt. Và người già phải có hạnh phúc của bản thân mình, chứ không bao giờ được mang hạnh phúc của con cái làm hạnh phúc của mình. Vấn đề là do cái người con giải quyết thế nào,
hành động thế nào thôi. Thử đi, nếu thật sự cô gái này chịu hành động đi, cô gái này chịu xin lỗi, cô gái này chịu nhẹ nhàng và cố gắng thuyết phục mẹ bằng mọi cách đi, thì những cái chuyện đó là bình thường, có thể thay đổi ông người mẹ. Nhưng bởi vì cô này cứ cứng đầu, cứ cãi nhau, luôn luôn cho mình đúng, thì chắc chắn mâu thuẫn xảy ra. Cái mâu thuẫn này không có nước mắt nào giải quyết được và không có xin lỗi nào giải quyết được. Mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết bằng ý thức hệ, đó là mẹ phải có niềm vui của mẹ, con có niềm vui của con, lâu lâu hai cái niềm vui chập lại. Chứ còn hai cái niềm vui này sống với nhau á, nó sẽ là bi kịch cho cả hai bên. Việt Nam mình là cha truyền con nối, tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Cái điều đó nó đã ăn sâu rồi. Ông bà phải chơi vui với con cháu cần có ông bà. Đừng có nói người lớn ở đây là sai nha. Người lớn có những cái hay của người lớn, chứ đừng nói người lớn là không hiểu về công nghệ này kia. Ủa, họ cũng hiểu vậy. Vấn đề chỗ là xử lý do em. Anh thật sự mà nói, em xử lý hơi kém trong gia đình. Thưa quý khán giả, tôi cũng năm đứa con, mà nó là út, là tôi phải gánh nặng nó là nhiều nhất, cho ăn học đến khi mà trưởng thành có chồng rồi sinh con. Nó sinh ra một đứa con trai nay là 4 tuổi rồi, tôi cũng ôm tôi nuôi hết tất cả gia đình, tôi cũng lo lắng hết. Mà bởi vì mình làm mẹ phải thương con thì phải bảo bọc cho con hết. Mà đến khi nhiều lần mà nó nói á, là tôi cũng giận lắm, tôi cũng đi về quê liền, bước lên xe đi ra đi về. Chứ mà về rồi đã rồi cũng nghĩ lại con bức xúc cái chuyện gì, bỏ hai đứa nhỏ tội nghiệp, bỏ nhà không ai coi. Chứ bây giờ tôi thì nay thì cũng 70 mấy tuổi rồi, bởi vì làm mẹ thương con thì phải thương cho hết. Đến cuối cùng chừng hai đứa nhỏ này ra đi học thì khi hồi cũng buồn, không muốn đi về lắm. Cái tánh nó nhỏ giờ nó ngang bướng lắm, thì thôi kệ nó, con mở đứa mở tánh. Mình làm cha mẹ phải ăn ở có đạo đức với con, kệ nó nhịn con, nhịn người ngoài được mà con trong nhà không nhịn nó. Thôi bây giờ để từ từ nó suy nghĩ lại. Còn cái chuyện của nó thương tôi không ấy, thì nó tự biết. Thế thương tôi thì sau này con nó thương nó lại. Bởi vì làm mẹ phải nặng vì con vậy á. Người ta nói ra người ta nói nợ chứ không phải nợ. Mình thương con quá mình phải bỏ qua hết, chứ mình không có nợ nần gì hết. Sang ơi, mẹ nói hết rồi đó. Và một lần nữa chị tin là em cảm thấy không cần thiết phải xin lỗi là đây. Một bà mẹ mà con cũng không nghĩ là cô sẽ nói là làm cha mẹ là phải sống có đạo đức với con. Con thấy nó trái với tụi con sao á cô. Tụi con phải có đạo đức với cha mẹ chứ. Ở đây con chỉ nói với má một điều là má cho con thêm một cái viện nuôi con của con. Tại vì con suy nghĩ là con sẽ uốn nắn con của con từ từ. Con nghĩ là đến một cái lúc nào đó mà bé Na sẽ vô tuổi trưởng thành rồi á, con sẽ khó uốn nắn được cái việc gia đình. Bởi vì ngoại đã làm hết tất cả mọi thứ rồi. Cô ơi, riêng chỗ này thì con sẽ đứng về phía bạn Sang nha. Có nghĩa là về nỗi lòng của các bà mẹ là con rất là chia sẻ với cô. Nhưng riêng với cái câu chuyện giáo dục bọn trẻ, con hiểu rằng là các bà không có ý gì xấu hết á. Các bà cũng chỉ muốn như ví dụ con gái mình nó nhẹ việc, con cháu mình tập trung lo học. Nhưng cô biết không, tụi nhỏ cần phải lớn, và tụi nhỏ phải học từ những cái nhỏ xíu như vậy để khi nó lớn nó mới tự lập được. Sau rất nhiều số của Đối Mặt Cảm Xúc thì hiện giờ thì bản thân mình cũng có rất nhiều cảm xúc khi nghĩ về chương trình. Thật sự thì chúng tôi được chứng kiến, được bày tỏ và được chia sẻ với rất nhiều những câu chuyện, những hoàn cảnh. Và chính điều này nó làm cho bản thân chúng tôi cũng nảy sinh những cái cảm xúc rất là đa dạng. Bởi vì mỗi một câu chuyện thì không câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Và thực sự thì đó cũng là một cái cơ hội để mình có thể cảm nghiệm được chính bản thân mình trong cái việc soi chiếu mình vào câu chuyện của những khán giả, những khách mời đến với chương trình Đối Mặt Cảm Xúc. Và bây giờ em đã sẵn sàng, em có dám đối diện và nhìn thẳng vào mặt chồng em hỏi những câu gì mà em muốn hỏi hay không? Em... Mời em. Đồng ý. Anh ơi, em hỏi Huyền một câu trước khi vào cái phần quan trọng nhất được không? Hỏi đi em. Huyền, nếu ảnh xuất hiện, cái phần trăm mà ảnh đề nghị em tái hợp á, em nghĩ là có không? Em vẫn sẽ tin có. Vào điều đó. Đó là cái lý nhưng do mà bà không trèo ra được cái hộp đó đó. Bà vẫn tin cái gì? Em nói đi. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành đó hay không? Bởi vì... Anh ơi, em có đủ lý đúng do rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bà Lê Hoàng, Quyền Linh,
chân thành một phút trong đời khác với là chân thành cả cuộc đời. Rồi. Khác nhau vô cùng. Anh ơi, chân thành bây giờ đấy rồi sau đó là lê lết một cái quãng. Tại sao anh chị không cho người ta chân thành một lần để sửa sai tất cả những cái lỗi lầm của cả cuộc đời người ta? Có những người ta đã sống với nhau tới 2 năm rồi, chứ có phải là 2 phút đâu mà người ta bảo là mình nghĩ là người ta chưa hiểu. Anh còn thương em không? Anh không nghĩ em hỏi câu này. Con, nhưng mà anh sẽ không tiếp tục. Đơn giản là anh muốn em có một cuộc sống tốt như những gì em mơ ước. Vì những gì anh mơ ước về em không đáp ứng được. Trong cái đoạn đường em đi đó, chứ hẳn cái gì nó cũng đúng với suy nghĩ em đâu. Anh muốn em hiểu một điều đó. Vì anh không dạy vợ anh sai đâu. Nhưng rồi em về, và sau đó thì sao? Anh rất là bất ngờ khi em đặt vấn đề là chúng ta sẽ ở riêng. Anh biết điều đó tốt, nhưng hoàn cảnh của anh là bây giờ anh chỉ ở với ba mẹ, anh hai, Út đều đã ở riêng. Và em biết anh là người thương ba mẹ. Anh muốn có một cái cuộc sống gia đình rất là bình thường. Anh đi làm, anh kiếm tiền, rồi em có thể là ở nhà nội trợ, và có thể đi làm một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, không phải chạy theo những cái gì mà gọi là ảo tưởng một tí. Anh muốn như vậy thôi. Nhưng cuối cùng cái điều anh muốn nó vẫn không lớn hơn cái điều em muốn. Em sẽ duy trì cái mối quan hệ này với anh với vai trò là một người bạn, một người đồng nghiệp. Bữa nay em muốn mượn chương trình này nói với anh để cho anh hiểu em đang muốn gì, và anh có thể sau này bớt nóng tính lại để vợ chồng mình có thể yêu thương nhiều hơn, để sống trong cuộc sống có tình yêu và ấm áp hơn để cho con nó vui. Và anh đặt trong đầu anh là vợ với con đang cần mình. Em muốn vợ em như thế nào? Nói đi. Em thì muốn vợ em á, ví dụ mà chuyện sai đúng nói thì một lần thôi, chứ đừng nói hoài. Nhiều lúc thì đàn ông cũng khó chịu rồi cái sẽ bật ngang. Với câu đầu hay câu đầu thì bật ngang nó lên. Vài câu sau thì sẽ đúng. Mắt kiềm chế hơn nó còn. Càm ràm nhiều quá đúng không? Có câu chuyện nói từ sáng đến chiều, nói 16 năm vẫn còn nói hôm nay. Đúng không? Em có thay đổi được tính càm ràm đó không? Em thay đổi được. Nhưng mà thật sự là hôm nay anh thấy không đến nỗi mà phải nuốt 16 năm chịu đựng như thế đâu. Câu chuyện nó nhẹ thôi, mình hiểu nhau, mình thay đổi một chút là được rồi, ha? Được hả Kiên ha? Dạ. Được hả Đan ha? Dạ được anh. Rồi, hai vợ chồng nắm tay với nhau nào. Đó, tối nay về mình tâm sự đi nha. Rồi, không có cãi nhau nữa, nhường nhịn nhau chút mà sống nha. Dạ. Nhưng đôi khi chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm xôi nhỏ lửa ở đời với nhau nha. Ra anh này anh biết rất rõ tính của ảnh luôn á. Nhưng anh mà biết. Không phải dễ sửa. Dạ, vừa nóng tính mà lại vừa cố chấp nữa. Cộng với cái việc á là chị vợ chưa có cái kỹ năng khéo léo như nãy anh Linh hướng dẫn á, thì thay vì 16 năm đó, một là cổ phải chịu đựng, hai là chịu không nổi thì càng đi sớm. Thì hay có phải đi sớm. Hay là làm gì đó thì cổ lại cũng không làm gì cho cái chuyện đó hết trơn. Chỉ cổ đổ dầu vô lửa thôi đó. Nhưng mà cũng may cho ảnh là chưa có gây cái hậu quả gì nghiêm trọng. Bản thân tôi thì luôn luôn cố gắng là hãy đặt mình ở một cái góc nhìn khác, hãy đặt mình vào vị trí của các nhân vật, hãy thử mang đôi chân của mình vào bên trong đôi giày của họ, để xem là liệu chúng ta có thể chia sẻ được điều gì với họ, để giúp cho họ có một cái nhìn nó khách quan hơn, để cho họ có thêm những sự lựa chọn tích cực. Tự chung lại thì đối mặt cảm xúc, trước tiên tôi thấy rằng đây là một chương trình giàu tính nhân văn, bởi vì hướng tới cái việc làm cho con người được phát triển bản thân mình, cái giá trị mà con người tự hiểu chính mình, và sau đó họ sẽ hiểu về người khác nhiều hơn, và họ làm cho cái mối quan hệ gắn kết giữa con người và con người trong cộng đồng tốt hơn, là một trong những cái giá trị rất là tuyệt vời mà tôi tin rằng là cái nền văn minh nào cũng hướng tới. Đó là giá trị rất là đặc biệt của đối mặt cảm xúc. Và một cái giá trị thứ hai đó là chương trình như là một cái cơ hội để những bạn vẫn còn đang lưu trữ những cái cảm xúc trong lòng của mình, chưa có những cái cơ hội thuận lợi để bày tỏ ra. Cũng giống như việc mà chương trình có mặt, nó là một trong những cái chất kích thích để khi người ta vẫn còn đang chông chênh với một câu hỏi là mình có nên bày tỏ hay không,
thì đây được coi như là một cái không gian cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ giàu tình cảm để họ có thể bộc bạch được cảm xúc của mình đến với đúng đối tượng cần được chia sẻ. Thường thường thì gia đình nào cũng sẽ có những tấm hình kỷ niệm đúng không bố? Đúng. Thì con muốn bố hướng lên màn hình để xem những tấm hình từ nhỏ đến giờ mà con với bố chụp hình chung với nhau. Vậy trời ơi sao tại sao lần nữa không hiểu lời tại sao mà không lấy mình nó trên này của con mình nói gì hết rồi bố không biết nói gì cả nữa dạ con cũng cảm ơn chương trình. Có lẽ là cái gì tha thứ nha, xin lỗi quá chứ tôi không cảm được. Không phải là lên đây để chúng ta nói xấu vì nhau đâu. Thật sự là bởi vì đất bậc mưu sinh thành ra là chắc anh cũng không có thời gian để chụp tấm hình với con gái. Và chắc chắn rằng sau câu chuyện này sẽ có nhiều thời gian nữa để cho con tâm sự với nhau, chụp ảnh với nhau. Bây giờ đứng đi, mình lên chụp cho anh tấm đẹp nào, để làm kỷ niệm nào. Không sao đâu anh, những giây phút này rất là tuyệt vời đó. Có đôi khi nó cũng là một kỷ niệm với nhau đó nè. Dạ, cảm không có gì đâu. Chúng ta hãy vui lên, bởi vì chúng ta đã nhận ra điều này cũng không muộn gì lắm đâu. Dạ. Chụp với Hù Linh tắm làm kỷ niệm nào. Em ôm ba đi Thình. Rồi, hai cha con ôm nhau nào. Đấy. Linh cũng rất bất ngờ, em gái rất là thông minh. Nhìn lên hình đó, lúc này cha mới chợt nhận ra rằng là gần như mình thiếu những giây phút bên con của mình, đúng không anh? Dạ đúng. Quá thiếu. Dạ. Nhờ chương trình này không ngờ là mới biết mới hiểu được. Có bao giờ anh nấu cơm chờ con về hai cha con cùng ăn với nhau không? Con cũng đi làm cũng đôi ít khi thôi. Đôi khi thấy không? Cần có những bữa cơm gia đình như thế. Thậm chí là hãy dành thời gian đi du lịch rồi chụp những tấm hình lưu niệm ở nơi nào đó. Mình phải là người chủ động nha. Dạ. Biết đâu với sự gọi là quan hệ ngoài xã hội của con mình, biết đâu ngày đó con mình tìm cho mình một nửa yêu thương nào đó, một nửa mảnh ghép nào đó nữa, nó càng tuyệt vời hơn nữa ha. Dạ. Con muốn có mẹ có thêm một người con nữa. Là mẹ có hai người, anh hai, con và Nam. Sau này Nam giống như là con vậy, Nam phải phụ con lo lắng chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hai đứa sẽ vượt qua sức lại giúp mẹ không buồn nữa. Quá bất ngờ. Dạ, em cũng hy vọng là chị vui vẻ chấp nhận tại vì có thêm một đứa con thương yêu chị nữa đó. Tôi thì có rất nhiều người hỏi tôi cái câu là có ngại khi hoặc là có như là con tôi là như vậy đó. Tôi không ngại. Và nếu con tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc.
Quý vị thân mến, chúng ta vừa xem lại những cái cảm xúc trong chương trình Đối Mặt Cảm Xúc mùa đầu tiên. Quá nhiều cảm xúc tiêu cực và cũng rất nhiều cảm xúc tích cực. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ góp ý chúng tôi rất là nhiều cái cảm xúc của quý vị. Đừng ngại ngùng gì cả, hãy góp ý với chúng tôi để tôi có thể hóa giải tất cả những cảm xúc tiêu cực trở thành cảm xúc tích cực cho cuộc sống này hoàn thiện hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Đối Mặt Cảm Xúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Truyền thông Bi thực hiện. Rất cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị càng góp ý chúng tôi càng có nhiều cảm xúc tích cực quý vị nhé. Và hẹn gặp lại mùa sau. Xin chào.